Xin chào quý vị và các bạn. Ui, đúng là lạnh xương sống quý vị ơi, lạnh xương sống khi bước vào đây này. Sao mà thấy toàn nhà ma không? Nhà ma quý vị. Nhà mà tự nhiên nó có dấu huyền nữa kêu nhà ma. Quá wow, trời có đất toàn nhà lầu không, khủng khiếp. Trời ơi trời. Khiếp chưa quý vị? Rồi, trước khi đi vào chi tiết mời quý vị cùng đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Để mình đi tham quan khu vực này ha. Đó, trước mặt quý vị và đây một vài cái hình ảnh mà Sài Gòn Camera tóm gọn để cho quý vị xem trước. Toàn nhà ma khiếp. Đó, hàng hàng chục căn như thế này nha, trên những cái một cái bãi đất rộng bao la luôn. Đó, cái khu vực này là nó rộng tới 117 hecta, là kêu là khu quy hoạch dự án đây. 117 hecta toàn nhà ma. Quý vị ha, hôm nay mình thêm vô huyền nữa quý vị. Nhức đầu quá. Quá trời quá đất. Hàng dãy luôn quý vị ơi, một trệt hai lầu có. Một trệt một lầu có. Khiếp. Thật sự là khủng khiếp luôn quý vị. Đúng là mình da gà da đồ nó cũng nổi lên đây khi mình vô mình nhìn thấy những cái cảnh như thế này. Đúng là tiền của ai thì cũng sót ha quý vị ha. Làm nhà làm cửa lên rồi bây giờ không mơ tưởng gì tới luôn, không biết chừng nào mới về ở được. Đó. Người ta cũng muốn làm lên để có căn nhà người ta ở mà như thế này nữa quý vị này. Khiếp. Đó, nói chung là hình ảnh nhà mà là quá trời luôn quý vị. Nãy giờ Sài Gòn Camera dạo đầu để quý vị coi nhưng mà không hết này. Rồi, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đi vào dự án. Ở đây là cái khu dân cư ở xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Đồng Nai. Đây là cái con đường để đi vào cái khu vực dự án quý vị các bạn. Nó nằm gần cái khu du lịch thác Giang Điền và xung quanh là những cái khu công nghiệp cũng khá lớn. Đó, bước vào đây quý vị nhìn thấy không? Mùa nắng mà cỏ cây đồ nó lên ghê không? Cỏ đồ nó khô hết rồi. Và thỉnh thoảng mình thấy người ta cũng có đốt một vài nơi không quý vị ha. À, đây cái gì đây nè, trả số đỏ số hồng gì đây nè quý vị nè. À, nói chung thì cái dự án này cũng có nhiều cái tai tiếng lắm đó quý vị các bạn. À, người ta cũng cư dân người ta mua đất mua đài ở đây bây giờ cũng tiến thoái lưỡng nan đó. À, tiến về cũng không được mà lùi lại cũng không xong, lùi thì không có đường lùi rồi mà tiến tới thì bây giờ nhà cửa xây quý vị thấy không, trước mặt này đó, nghĩa là một cái, giữa một cái khu đất một khu dân cư mà trước đây cái tiềm năng cũng dữ dằn lắm quý vị các bạn. Người ta cứ nghĩ là cái con đường huyết mạch mà đó, nó thông từ quốc lộ 1A qua quốc lộ 51 rồi này kia gần các cái khu công nghiệp và người ta làm cái khu dân cư ở đây để cho cư dân người ta về đây ở. À, cái dự án này là được làm từ năm 2010 rồi quý vị, 2010 nay cũng 14 15 năm rồi. Đó mà nó hình hài nó như thế này đó quý vị này. Diện tích của nó là khoảng 117 hecta quy hoạch dân cư. Đó, bây giờ ở đây ở trong cái dự án này thì nó toàn bộ là cái những cái căn nhà như thế này. Mình đếm trên đầu ngón tay có một vài nhà ở mình đếm trên đầu ngón tay. Đó, còn đa số người ta làm nhà lên rồi người ta bỏ như thế này nè quý vị các bạn. Đó, nhà này tới một trệt hai lầu. Ô, cỏ rác này thì khiếp ha quý vị ha. Đây là những cái con đường ở bên trong cái dự án đây. Đường thì chằng chịt luôn. Nghĩa là sau này người ta làm những cái dự án đó là nhà nào cũng là mặt tiền đường hết. Đó, xe cổ đầu trước cửa nhà luôn. Nghĩa là cái đường giống như bàn cờ trong ngày em. Ui ở đây một cái căn nhà này, quý vị. Mình không hiểu nổi luôn ha. Bên kia là những cái thềm đất đó. Người ta bàn nó ra để người ta lấy đất hay sao đó. Người ta san lấp gì đó. Mà đây người ta dám làm nhà như này người ta bỏ đây. Mình nghĩ đây hai bên hai căn. Đó. Quý vị nhìn thấy cái bờ đất bên kia không? Mình nghĩ đây ngày xưa cũng là cái đồi rồi gì đó, người ta lấy người ta san lấy cốt sang ra đó. Bắt đầu giờ vẫn là làm những cái khu dân cư. Cái người ta làm nhà ra mà bây giờ làm như thế này đó quý vị, khiếp. Mình nhìn mình cũng ớn rồi, đúng là lạnh sân sống quý vị. Ban đêm đây thì hết rồi, hết 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 rồi. Cái này ban ngày đó, sáng như ban ngày mà vẫn còn như thế này quý vị.
Đó, đây mà người ta cũng làm những cái cảnh nhà nhìn ra cái bờ đất đằng sau á, không biết là như thế nào. Chắc ngày xưa dự án nó cũng xôm tủ á, người ta không nhìn thấy á. À, đây những cái căn nhà làm có sân có đồ đàng hoàng quý vị các bạn. Phần thô làm hết rồi. Đó, kính rồi nó bể rồi quý vị, kính rồi người ta kiểu như người ta đập, người ta lấy cái khung á. Đó, người ta lấy cái khung nhôm, khung sắt gì đó, bây giờ là kính nó bể trơn rồi. Kính cường lực nha, nó vụn hết cho nó không có thành miếng à. Đó, mình thấy những cái bãi dưới là kính nó vụn nó luôn rồi. Kiếp ha quý vị ha. Đó thì hiện tại đấy nha, hiện tại người ta chào giá ở đây này là 470 triệu một nền 110 mét vuông, nghĩa là năm 22 á. À, chưa có sổ. À, chưa có sổ hồng. 470 triệu một nền, còn có sổ rồi là 700 quý vị các bạn, có sổ rồi là 700 một nền. Đó, người ta chào bán hàng rầm luôn, càng năm nó càng xuống, càng năm nó càng xuống. Đó, ví dụ như 110 mét vuông mà 470 thì cỡ khoảng 4 triệu hơn một chút xíu một mét vuông. Triệu hơn một xíu một mét vuông quý vị. Đó, còn đây là nhà đó. Ngoài cái nhà hoang ra thì có những cái con đường và cỏ. Khu vực phía ngoài thì cũng có một vài cư dân người ta ở trên trục đường chính á, cũng có vài căn nhà người ta ở quý vị các bạn. Và từ cái đường cái đường mà ngoài gian điền đó, đó đi vô đây, ngoài cái đường chính cái trục xuyên đó vô đây thì chừng khoảng 1 km. Quý vị nhìn thấy khiếp không? Người ta xây hai căn liền kề với nhau, phần thô xong hết rồi, đó, cầu thang đổ luôn rồi, xây bậc thang luôn rồi. Đằng sau cũng có một mảnh vườn, đằng trước cũng có sân. Khiếp ha. Đâu ngày xưa mà không có cỏ rác lên á, mà cái công trường người ta đang làm đường làm sao nhìn nó mênh mông lắm quý vị. Và nhìn lô nào nó ra lô đó, rồi cái đứng bên này, ví dụ cái nhà này làm này, nhà bên kia đứng nhìn thấy luôn. À, cho nên người ta làm những cái căn nhà lên như thế này. À, cũng có thể là trước đây cũng có một vài cư dân người ta về ở, nhưng mà ở rồi không có ai, người ta dọn người ta đi. Cho cửa nẻo mình thấy lắp hết trơn rồi, bây giờ kính cái cửa kính người ta đập, người ta lấy khung hết rồi, còn kính nó vỡ tan tành ra ngoài đường luôn. Khiếp. Đây đây là một cái dự án trung tâm, xung quanh đây là các cái khu công nghiệp. Và người ta cũng làm những cái dự án này để thu hút cái cư dân về đây ở, nhưng mà thực tế là nó nhiều quá đi, đúng là nó nhiều quá, không có đủ người dân để ở. Người ta tập trung vào các cái đô thị lớn thôi. Còn ra các cái vùng ven như thế đón đầu các khu công nghiệp thì thất bại rồi quý vị. Thật sự là như vậy. Đó, đây là những căn nhà bây giờ không thấy nhà luôn. Một trệt một lầu nữa quý vị này. Đó, đây là những cái căn nhà giá rẻ đấy chứ quý vị, ví dụ 110 mét vuông đất mà 400 mấy không? Xây nhà lên chừng nhà này thì chừng khoảng 200-300 triệu gì đấy chứ mấy, là khoảng 500-700 gì đó, nhưng mà vẫn không có người ở. Chứng tỏ là cái vùng này nó hoang sơ quá quý vị. Cái dân không có đủ để mà tràn ở đây, dân không có đủ tràn ở đây. Và các cái nhà đầu tư thì người ta làm, người ta bán thôi chứ còn không biết là cái thu hút cái dân như thế nào. Đó, úi giờ đây là nguyên dãy luôn đó, quý vị. Đó, trước đây người ta gắn cửa hết rồi chứ. Khiếp, một trệt một lầu rồi. Bây giờ các cái bồn cây trên nó trồng cỏ luôn. À, thường thường trước đây người ta làm trên lầu đó, có những cái bồn để trồng cây, nhưng mà cái đó là rất là nguy hiểm. À, những cái người mà lớn tuổi ra với rồi tưới cây tưới cỏ rồi này kia là rất là nguy hiểm. Không, cái thứ hai nữa nó thấm, một vài năm đầu thì còn được. À, năm thứ ba thứ tư là bắt đầu hồ cháo nó bung ra rồi, cái tưới nước tưới đồ lên là nó nhà cửa nó thấm, nhìn thấy ghê ghê lắm. À, cho nên là những cái nhà mà xây trước đây thì người ta xây hay làm cái bồn bông ở trước cái ban công, nhưng bây giờ thì hết rồi, người ta không có làm chuyện đó nữa. Ta làm bình thường người ta muốn thì đặt mấy chậu, người ta di chuyển đồ này kia kia nọ, chứ không có để lâu ngày nó bị thấm bị dột. Và
khi mà tưới cây tưới cỏ rất là nguy hiểm, nhất là đối với những người lớn tuổi như mình đã đề cập. Đó, còn đây đâu vậy, đúng là nhà màu quý vị ơi, khiếp. Quá trời ha quý vị. Khiếp quá. Đường xá thì coi như là chằng chịt luôn, nhưng mình đã nói là nhà nào cũng có mặt tiền hết đó quý vị, nhà nào cũng có mặt tiền hết, nghĩa là người ta thiết kế các cái trục mà trục quay ra mặt đường hết á. Tới 110 mấy hecta, đúng là thực sự là ghê gớm tiền quý vị. Và như mình đã nói rồi, bây giờ dân mình đó thì thường thường tập trung các cái khu đô thị lớn để người ta kiếm công ăn việc làm. Đó, ở đây là những cái dự án để phục vụ chắc cho các cái khu công nghiệp. À, nhưng mà thực ra các cái khu công nghiệp thì công nhân người ta cũng ít thôi, và người ta không có đủ cái tiềm lực để người ta mua nhà mua đất. Thực ra làm công nhân thì hai vợ chồng làm thì tích lũy được, và nuôi con nuôi cái là giỏi rồi. Đó, còn ví dụ như mua nhà mua đất là phải vay mượn, và người ta cũng không đủ khả năng, cho nên người ta thường là người ta chọn cái giải pháp là thuê nhà. Đó, rất là linh động, thuê nhà là hàng tháng người ta bỏ ra ít tiền. Đó, cái thứ hai nữa là ví dụ như người ta thấy mà có công việc nó không ổn định là người ta lại trả nhà, người ta không phải một cái gánh nặng. Và người ta có thể là chuyển đổi cái công việc bất cứ lúc nào. Đó, chứ còn đây là những cái phục vụ đây cho công nhân thì đó là một trong những cái phương án của các cái chủ đầu tư thôi. Đó, cho nên là quý vị và các bạn đi nhìn thấy nào. Đó, nhà thấp cấp cũng bỏ hoang, nhà cao cấp cũng bỏ hoang. Đó. Khiếp à, đây là một cái cụm luôn này quý vị này, một cái cụm luôn. Đó, nó giống những cái nhà lô cốt. Đó, cái này có ổ khóa luôn đây quý vị này. Ở ngoài có cửa 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 sân bãi rồi đàng hoàng. Này trệt 2 lầu. Khiếp ha quý vị ha. Đúng là nhìn những cái này là lạnh sân sống thiệt đó quý vị ơi. Đố các bạn mà buổi chiều tối hoàng hôn mà các bạn đi vô đây được. Cỏ rồi cây rồi nhà hoang rồi nhà mà, khiếp quá. Là những căn nhà cô đơn đó, đứng một mình là cô đơn đó quý vị, khiếp chưa. Đây thì có 2 3 nhà đứng gần nhau cái cụm. Thường thường trong các cái dự án á, người ta thường thường rủ nhau, người ta làm một cái cụm để người ở với nhau, nhưng mà rồi cuối cùng một người về mấy người kia không về là người ta cũng phải rút bỏ người ta đi thôi, chứ ở như này thì căng quá. Mình chưa nói là việc cái việc chợ búa tiện ích, thấy không? Thuốc men đau ốm học hành, đó là những cái cơ bản. Cho nên người ta chọn những khu vực mặc dù là chật chội, mặc dù là ở nhà thuê nhưng mà vẫn chọn cái điều kiện để cho người ta có sinh hoạt nó tốt hơn, cho con cái học hành nó tốt hơn. Ở những khu vực này ở thì được rồi đó, nhưng mà đi làm nó xa. Và như mình nói rồi, không cư dân không đủ, đây là những cái dự án này để đón các cái cư dân vùng khác tới chứ không có đón dân địa phương. Dân địa phương thì người ta không ra những khu dự án rồi, các bạn đi để các bạn để ý coi, hầu như các cái dự án mở ra các cái địa phương á, không có dân dân địa phương ở đó, mà dân ở các cái vùng khác người ta tới không à. Đó, nhưng mà nếu mà ra vùng khác tới thì người ta tới những cái đô thị để người ta kiếm việc làm, chứ không ai tới những cái vùng mà xa xôi. Đó, rồi đây là cái dự án này quý vị, theo mình được biết tìm hiểu thì pháp lý của nó cũng không có rõ ràng. Đó, đây cái nhà nó có những cây cối phủ luôn, nó giống như nhà trong rừng á, giống như những cái câu chuyện phim ảnh này kia, nhà trong rừng rồi này kia đó không. Khiếp quá quý vị ơi. Đó, những cư dân nào mà ở sống trong đây thì cũng mệt mỏi hết quý vị. Đó, thấy cũng buồn lắm, nhất là về trời mà khi màn đêm nó buông xuống á, ban ngày thì còn sáng sủa. Những cái căn nhà quý vị thấy không? Cây nó ngã rạp ở trong nhà luôn này, nó lên này. Đó, rồi cái khô hạn á, trên kia thì cây cỏ này, khiếp quá.
Đó, đây là những cái dãy nhà. Bên kia là những rừng cây. Khiếp quý vị ơi. Đúng là mình ớn lạnh thế chứ, ớn lạnh. Vào đây đại khái là nhìn những cái căn nhà này nó có vẻ nó hoang tàn. Buồn quá quý vị, buồn quá. Cho những cái bụi cỏ nó nằm trên cái bồn bông luôn. À, kiểu như là cỏ nó lên á, gió rồi nó đưa cái bông cỏ nó lên đó, nó lên năm này qua năm khác nó lên luôn, khiếp quá, nó lạnh không nói nên lời. Không biết quý vị bạn xem những cái hình ảnh như thế này thì các bạn nghĩ như thế nào, nhưng mà mình thì mình cảm thấy rất là xót, xót thực sự luôn á. Những dự án được quy hoạch như thế này này, nhà cửa làm lên như thế này, và trước khi người ta đi làm những cái dự án này thì người ta cũng mơ về một cái dự án rất là ngon lành, có người ở, cư dân sinh hoạt tốt. Không không ngờ bây giờ như thế này ha quý vị ha. Thật sự là tất cả các cái tỉnh thành, quận huyện đâu đâu cũng như thế này, mà có những cái dự án nó thê thảm quá. Những dự án này thuộc những dự án thê thảm đó quý vị. Nhìn. Đó, nhà cửa như thế này nè. Hai cái cặp nhau quý vị các bạn. Đó, cũng có cổng hàng rào rồi này kia đó, có ít bao xung quanh cái vườn vườn nhỏ nhỏ đó không. Xe hơi thì chạy không, có vỉa hè, có đường đồ đàng hoàng. Đó, đây là những cái hình ảnh mà mình mới ghi hôm bữa thứ hai. Khiếp quá quý vị. Đó thì trên đây Sài Gòn Camera đã cảm ơn quý vị và bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Sài Gòn Camera đi thăm một cái khu vực mà mình cảm thấy đúng là cũng ớn lạnh thiệt. Vô đây toàn thấy những cái nhà mà nhà cô đơn, nhà một mình giữa đồng không bao quanh, một cái dự án rất là tiếc. Giá cả thì nó rẻ, rẻ như cho, rẻ bèo. Cảm ơn quý vị và bạn rất nhiều. Cũng rất mong quý vị và bạn đăng ký ủng hộ Sài Gòn Camera. Chúc quý vị và các bạn luôn khỏe, thành công và may mắn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin ân ái chào tạm biệt.